Kính thưa quý vị, ngày xưa chúng ta vẫn thường thấy bóng dáng của những chú xe ôm, xe tải hàng rong ruổi trên mọi nẻo đường, đội nắng, đội gió kiếm từng đồng, trang trải cuộc sống. Chạy theo sự phát triển của xã hội, cái nghề bình dị ấy dần được đổi mới văn minh hiện đại hơn, tích hợp rất nhiều ứng dụng phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân. Cánh tài xế hoạt động trong lĩnh vực xe công nghệ từ đó đã có công việc ổn định hơn, nhưng Bích Hồng biết không, kèm theo niềm vui đó, họ cũng phải đối mặt với rất nhiều hiểm họa khi liên tục trở thành miếng mồi béo bở của các đối tượng trộm cắp. Camera vừa ghi nhận một vụ việc tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sự việc xảy ra tại quán cơm gà xối mỡ Anh Ba, số 18 Trần Thái Tông, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cửa hàng này đang có rất đông xe máy nhưng lại không có bảo vệ trông coi. Lúc này một tài xế xe công nghệ cũng đậu xe tại đây rồi vào trong đợi lấy cơm giao cho khách. Một lúc sau hai đối tượng lạ mặt xuất hiện, một tên chạy ra xa cảnh giới, tên còn lại tiến đến chiếc xe Winner màu đỏ của anh tài xế xe công nghệ, dùng thủ thuật bẻ khóa chạy đi mất. Thủ đoạn của bọn chúng cũng tốn khá nhiều thời gian nhưng lại không bị ai phát hiện cả. Rất mong các bác tài cần đề cao cảnh giác hơn. Khu vực có đông lao động sinh sống điển hình như các khu trọ tập thể vẫn luôn là một trong các điểm nóng mà các đối tượng trộm cắp nhắm tới để trục lợi. Với chiêu thức thủ đoạn ngày càng ranh ma táo tợn, thậm chí diễn ra ngay cả ban ngày, có nhiều người dân xung quanh, bọn chúng vẫn ra tay bất chấp. Chuyên mục camera nóng ngày hôm nay vừa ghi nhận một vụ việc xảy ra tại ngã ba Mỹ Hạnh, Đức Hòa, Long An. Hai đối tượng bình thản sử dụng axit đi vào khu trọ để trộm, cực kỳ nguy hiểm. Thực hư ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi đoạn camera sau đây. Như quý vị thấy, hai đối tượng bịt kính mặt chạy xe máy đến đây. Một tên cảnh giới, tên còn lại tiến thẳng vào trong. Dường như hắn đã quan sát rất kỹ từ trước, không cần chọn lựa, tiến đến phòng trọ nằm ở góc khuất camera. Lúc này có hai thanh niên đi làm về, đối tượng cảnh giới ngay lập tức lấy điện thoại thông báo cho đồng bọn. Tên này nhanh chóng đi ra ngoài tẩu thoát. Được biết một nhà trọ đã bị đối tượng dùng axit đổ vào ổ khóa cụm nóng tiền và hai chiếc nhẫn vàng. Lực lượng công an địa phương đã tới lập hồ sơ điều tra sự việc.